Mới đây, một nhóm đối tượng gồm ba anh em ruột đã câu kết cùng luật sư cán bộ phường để làm giả nhiều giấy tờ, thậm chí là khai tử người thân của mình nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản thừa kế. Dù rất mưu mô tinh vi nhưng hành vi này đã bị công an quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh phát hiện khởi tố, bắt tạm giam 6 người có liên quan để điều tra về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ, giả mạo trong công tác. Sau đây là chi tiết của vụ việc, mời quý vị cùng theo dõi. Theo hồ sơ vụ án, Võ Doãn Tấn, Võ Doãn Mỹ Thạnh và Võ Doãn Mỹ Phước là ba trong số 11 người được hưởng thừa kế tài sản nhà số 270A Bạch Đằng, phường 24, quận Bình Thạnh. Ba người này sinh sống tại Việt Nam, 8 người còn lại ở nước ngoài. Vào cuối năm 2016, cả ba bàn bạc bán nhà lấy tiền chia nhau, không chia cho những người ở nước ngoài. Tuấn thuê luật sư Lê Minh Thái làm thủ tục với chi phí khoảng 1,6 tỷ đồng. Luật sư Thái cùng nhân viên là Nguyễn Đức Hải soạn thảo giấy cam kết, giả chữ ký 8 người ở nước ngoài với nội dung từ chối nhận di sản thừa kế. Đồng thời, Thái móc nối với Nguyễn Đắc Công là cán bộ văn thư lưu trữ Ủy ban nhân dân phường 6, đưa hối lộ cho công 4 lần, tổng cộng 6 triệu đồng và công chứng thực các giấy cam kết, chứng thực sao y trái quy định pháp luật nhiều giấy tờ khác. Sau đó, cơ quan điều tra phát hiện chữ ký giả mạo, thay vì dừng lại, các đối tượng tiếp tục lấn sâu vào sai phạm, cung cấp thông tin sai sự thật, yêu cầu tòa án khai tử 8 người thân của mình nhằm hợp thức hóa việc mua bán nhà.